Nào, cho xin cái số nào. Cái này hôm đấy đi mẹ bố vợ về còn phải cáu về cái tội là chờ ăn lâu. À, thế. Chờ lâu ăn quá. Nào, thế cho bố vợ quên luôn cây này đi nào. Bố vợ chờ để mãi đeo thế về ăn. Để em vào việc luôn nào, vừa cắt cái này đẹp quá, vẩy ở đây. Có giá chưa? Hả? Ui mềm này, không nói gì này, chết. Cắt xong lại thấy thiếu cây đấy. Ngay cơ mà. Mày hoài lúc lại thêm cây nữa. Nào, con này có hóa giá không nào? Để con vào việc nào. Lại thấy thích rồi đấy. Báo số. Thật chứ chứ đùa đâu. Vừa cắt xong anh em ạ. Con này thì cái cốt nó đẹp từ ngày xưa rồi. Còn chẳng qua là nuôi chậm quá thế thôi. Nó không phải là cây phôi ngày xưa, nó là cây rất cơ bản rồi. Con này. Nào, cho xin cái số nào. Cái này hôm đấy đi mẹ bố vợ về còn phải cáu về cái tội là chờ ăn lâu. À, thế. Chờ lâu ăn quá. Nào, thế cho bố vợ quên luôn cây này đi nào. Bố vợ chờ để mãi đeo thế về ăn. Để em vào việc luôn nào, vừa cắt cái này đẹp quá, vẩy ở đây. Có giá chưa? Hả? Ui mềm này, không nói gì này, chết. Cắt xong lại thấy thiếu cây đấy. Ngay cơ mà. Nuôi thì chậm kém nhưng được cái cốt nó sẵn rồi. Đâm rồi. Chứ không mà con này ấy thì cũng lâu lắm. Cốt chậu nuôi lâu năm vẫn cái chậu này thôi. Sau bỏ hết cái đất mặt kia đi nhá. Kệ bón thì rắc thôi. Mình bỏ cái phân Nhật đấy rồi xong về sau nó như phân lợn. Cái tơi nó rơi xuống bẩn kinh khủng lắm, phải cắm cái đấy vào. Lại thấy thèm đấy. Đỡ phải đi mua ở ngoài nào. Mặt sau đẹp nữa, anh xoay cho em cái mặt sau cái nào. Sao đấy à? Để quay cái mặt sau á. Vâng, xoay đi. Cây này đáng lẽ là biến ác lắm rồi đấy, cái thân nó nạc lực ngay mà có đục đẽo gì đâu. Này, chỗ này nó còn kém đi. Ừ, đây nó phải phông lên rồi nhỉ. Mà bao lâu rồi nhỉ? 50 năm. Đấy, 50 năm mà điền mà. Mà lại cây cốt chậu nhá, cây khô ấy. Ừ, cây này khô đét. Thế vàng ươm ấy, bây giờ nó bị xanh rêu này. Cái đấy mà xem lại ở cái ấy kia là cây đấy vàng ươm. Vàng, wow, phê lắm. Nó không bị xanh như này. Cốt này mà làm chơi cả hai mặt được. Mặt này là thành cây làng này. Mặt cái tay này ra đẩy ra một tí, nếu mà chơi mặt sau cái này đẩy ra một tí, xong bên này nó có cái bắn ra ở đây ra này, xây dựng một cái như này ở bên này này thì được một cây trịch làng đẹp. Nhưng tất nhiên là vẫn phải chơi mặt kia nhưng mà đẹp cả hai mặt luôn, cây điền làng đẹp. Bởi vì cái ngọn nó đang xây dựng nó buộc phải chơi mặt kia rồi, nhưng mà hai mặt xoay đều thích. Có số chưa? Này số chưa? Này số đi. Mang sang bên em một thời gian thì vàng ươm ngay. Hôm nay là ngày hơi vô duyên ấy. Đi sang ông kia mà ông ấy thả mình câu 80. Mẹ mình vào mẹ chết với ông rồi. Thì cùng vẫn không xong. Có khi mình không hỏi mà ông ấy lại có khi lại để cho ấy. Mình hỏi ông mình chả. Ông này nghe hứa thế nào? Em đi chợ về muộn à? Đi chợ đâu? Đi đấy. Em đi đưa bọn chở, cho nó đi. Chở cho ông cái xi xong rồi về ăn trưa cái sao luôn xong rồi đi họp đây. Ừ. Chú vườn đấy. Cây này á? Cây này này. Chả cần gì nhiều, cứ ba cây này thôi. Bình định thiên hạ. Nói bảo to tát nhưng mà kiếm cốt như này khó lắm. Nghiên cứu đi, bây giờ nghiên cứu số đi nhá.
bây giờ ra đi là khó không có được mà thật sự lúc em hết tiền lại không? lại thôi thật sự luôn. Nó mình gặp được nó không phải dễ đâu đúng không em, mà bây giờ nó lại khó mà lúc ấy nó cũng chả đáng bao nhiêu, lúc đi cây đổ gắt rồi đấy vẫn mua được hợp lý. Cơ bản là cái lúc ấy nó cũng ngon như này rồi đấy chứ không phải là bây giờ là chẳng qua nó có thêm một số cái dãy nhánh thôi. Ừ, không mấy cái nó to ra. Vâng. Thật sự nó to ra. Chứ cái cốt của nó là cốt thì ngon là... từ lúc ý rồi. Và cái cành mà gãy là nó ở đây cơ này. Ừ. Ở đây cơ này. Đấy. Đúng rồi ra đây. Thế là em mới bẻ, em cắt em mấy thế là chắc là quả anh đụng vào mấy lần thì là kiểu cọ cưa vào đâu đấy là mới... May quá nó lại đâm ra cái mập này. Thì một năm cái để yên này thì mà cái cành này cũng to, cái cành này to phết một năm này. Bây giờ các bạn bây giờ đang đi tìm đồ không có này mà sang anh có này nhưng mà không biết có làm gì được không đây. Không làm gì được. Không làm gì đang dập tắt hy vọng. Đấy, này để ra giữa. Là một con nữa trầu trong bên nhỉ, như hai con tỉ hưu. Bây giờ xong chú sẽ cắt cái này thì chắc chú lại làm được. Thế thôi quyết định không cắt nữa, không cắt cái gì nữa. Cái này là của chú là cắt này thôi để chú chơi. Đòn là một lần là đều là cơ bản hết, cây đều cơ bản hết. Cứ cây này nó đẩy hết rồi. Cứ cắt ra là lộ cổ là thèm lắm. Anh em ạ. Đấy. Cây này là trước định hướng. Cây này để anh bê xuống dưới cắt ở dưới. Cây nào? Cây này. Cắt ở dưới đâu? Cắt ở dưới này. Bây giờ á? Ừ. Cắt gì không cắt đâu. Thôi không cắt. Hay là có bê cắt thì cắt. Cắt luôn thì thôi thôi để anh bê, để anh bê chủ quay thì nó bê được không. Cắt hai cây này là tôi rất là khó chịu rồi, cắt cây này đã thấy thèm rồi, cây này thì đang phải ủ nên là tôi cũng phải nhả ra nhưng mà con này mà về thì rối rồi luôn. Đây này, ở bên này cái địa bàn nó khó chăm sóc các bác thông cảm, ở đây rất là nhiều cốt hay đấy, nhất là cái thời kỳ mà người khôn của khó này, nhìn thấy cái cốt nó như này là sáng rực kìa, cái mắt đã có chốt có chiếc rồi, cái cốt là đã ngon rồi, tay chốt nó có xây dựng răm được ra luôn rồi. Là thèm lắm. Đây cây trực làm ngày hôm trước cũng làm bây giờ nó đó chưa gì đã bảo báo số lại mà không làm gì được thì ôi giời. Thì biết làm nào. Mày hơi bị vô duyên thật sự. Ở bên kia còn ông ấy còn báo giá rồi, mình ok rồi cuối cùng lại tuột. Hôm mà nay ông ấy ok thì mình cũng còng lưng đấy nhưng mà được cây. Này, mẹ nhìn cây kia ở xa nhỉ. Sợ nó bê mất lắm anh. Ở đây camera nó quay nhà xe suốt đêm đẹp quá, giật cái ngọn phát ngon luôn. Cái tay đỡ điệu thích quá. Chỉ còn mỗi cái tay bên phải này thôi. Tay này đúng không? Nhưng mà nó nảy nhanh lắm. Đã nuôi tầm kia nó nảy nhanh lắm. Xịn cây. Về suy nghĩ đi nha, báo số nha. Hôm nay là đi... Hôm nay đi không được tiêu tiền này. Hôm nay ăn hụt còn bên kia. Nó cũng căng thật nhưng mà... cứ nghĩ là tha được về rồi đấy. Nào bây giờ chiến con này, chiến xong thì cắt, thì xong thì quay khoe kết quả các bạn. Nhất bất thì dài như xoay ếch nhỉ. Để cắt cái gì đấy. Được, xoay luôn vào đấy để em quay luôn cho nó kết thúc đỡ phải anh. Đỡ quên em không phải bật flash lên nữa. Đấy, nhìn nó chưa? Khôn. Chồng nó đang hơi bị siêu đấy. Thế này thôi bật lên thế này tí này. Nó bị sang ngang là kia được không? Không, nhưng lên thế này một tí này. Bật sang đây một tí này. Như là thế này đúng không? Thế này này. Đấy. Hoặc nó bị sệ cái chậu cái gì đấy không rõ nhỉ. Sau chồng lại nhá. Chứ còn cái tay này là đẹp rồi này. Nhưng nhìn cảm giác nó đang bị cao không phải đâu. Chồng lại nó khác. Đấy. Nay hóa giá cái nào thì vào việc. Đây, tôi suy nghĩ nha, giá rổ cái này với cái kia.
Suy nghĩ đi. Thôi để đi. Còn để anh em mình chơi. Còn điều chỉnh dài đấy anh em ạ. Cái này sau những cái này dễ để làm lại để vào trong hết. Bây giờ tối rồi, với lại cũng chưa làm. Xem nào. Cắt cái chân nữa đi. Cắt đi thì nữa, cắt ngắn đi thì nữa, cắt ngắn đi thì nữa, đi vào nữa. Cắt ngắn thì sau nó lại bị với. Bị với cái rễ nó thả xuống xong nó mới xòe được. Nó mất một đoạn này. Bỏ tay không cắt đứt ngón tay này. Vào mẹ cái bệ. Nó chạm vào cái bệ. Nó cũng cứng lắm, phải đẩy phải. Không vào đây. Hoặc là bỏ cái đi cũng được. Nếu không thì sau mình đẩy nhẹ phát rồi. Thôi thì bỏ đấy. Để xong bỏ mẹ ấy đẩy ông này vào. Không cần đẩy vào cái thằng rồi. Để cho nó cắt mẹ. Ý là nếu muốn dùng cái này sau anh không, bỏ bớt cái này, chỗ này tí cho nó nhẹ đi. Bỏ mẹ. Đấy. Nhìn nó thoáng cái bệ. Đây chứ chủ yếu cây chơi nếu mà mặt này thì là như này, còn mặt chơi là mặt này rồi. Đấy. Nếu thì trồng cái này nếu mà thấy bị chéo à? Đây, hiện tại nó đang hơi nghiêng sang bên này này, hiểu không? Xong mình ngửa nó sang sau tí, có thể nó bị sụt đất. Ngửa nó sang sau tí nữa. Ngửa sau và cái đằng này lên à? Vâng, đây này, nói chung là ngửa chéo chéo cái này, ngửa chéo chéo sang sau. Thôi thì bây giờ ấy thì có chậu đẹp, ấy thì thay. Rồi. Còn đường chạy các thứ hay lắm rồi. Thôi, thế thôi. Đây này, ông này này. Để rào lại, xích lại. Mất. Xích lại. Nhìn lờ mờ đã đi theo rồi này. Đặc xích nha. Chả phải cây tiền tỷ đâu nhưng mà thích lắm. Lấy gì vậy con? Rồi, hẹn gặp lại.